tịnh tu tiệp yếm báo ân đàm học tập chia sẻ tập 2B. Người chủ giảng: thầy giáo Thái Lệ Quốc. Địa điểm: Hội Cộng Tu Tịnh Tông Đức Hiền, thành phố Cao Hùng. Thời gian: ngày 21 tháng 2 năm 2017. Cho nên nói chuyện nhẹ nhàng giữa tiếng nói cười, viên dung hiển mật trong từng lời nói. Tịnh Độ Tông này của chúng ta là mật giáo hiển thuyết, cho nên đều ở trong sự khai giải này mà khiến chúng ta hiểu rõ, sau đó khiến rất nhiều sự mê hoặc của chúng ta trong sự so sánh rất nhiều xảo của cụ mà chúng ta có thể hiểu rõ được. Nên là trọng yếu trong các trọng yếu của tu học Tịnh Tông. Trọng điểm trong sự tiệp yếu đã khai giải rồi. Trọng yếu trong các trọng yếu. Chúng ta gặp được cái thiện trong các điều thiện. Trọng yếu trong các trọng yếu. Cái khó trong các điều khó, không gì khó hơn, chúng ta đều đã gặp được. Cho nên, sự khai giải này là đã giảng lần thứ ba. Sau đó, đồng tu Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng Trung Hoa chúng ta, họ đã biên tập 6 loại file MP3. Đều là do cụ Hoàng giảng, đã thu thập 6 bộ file. Đều là băng ghi âm. Sau đó, chỉnh lý bản thảo khá là hoàn chỉnh. Việc này tốn rất nhiều tinh thần. Tại sao chúng ta lại nói về đoạn này? Bởi vì chúng ta bây giờ có được pháp bảo này quá là dễ dàng, không đem nhân duyên này nói ra rõ ràng, chúng ta sẽ không biết quý trọng, không biết cảm ơn. Kiến nghị mọi người có thể đi xem một bộ phim, chính là phim Ký Lục Về Đại Sư Huyền Trang. Họ quay lại Đại Sư Huyền Trang đã đi Tây Vực Thỉnh Kinh như thế nào, đã trải qua những việc gì. Sau khi xem xong rồi, quý vị cầm kinh Phật lên sẽ thấy khác. Cái đó thật sự là thập tử nhất sinh. Thập tử cũng không cách nào hình dung được. Nhưng mà tinh thần của tổ sư thà chết mà hướng về phương Tây một bước, không vì sống mà về Đông Thổ một bước. Ngài đã hạ quyết tâm rồi, mãi không quay đầu chính là phải đi thỉnh kinh. Vậy, chúng ta hiểu được nhân duyên nên biết quý trọng. Cho nên đồng tu Hoa Tạng của chúng ta đã tốn nhiều tinh thần như vậy, chỉnh lý ra được bản thảo này. Hơn nữa, còn có đồng tu của Tịnh Tông Bắc Kinh. Nhất là có một số vị đã từng học theo cụ Hoàng, họ khá là thông thuộc về khẩu âm của cụ Hoàng, cho nên họ có thể hiểu được khẩu âm này của cụ Hoàng, liền đem một số trọng điểm rất quan trọng đều có thể ghi lại rất rõ ràng, sửa rất rõ ràng. Thậm chí là có một số đồng tu ở Bắc Kinh, khi họ đang nghe một đoạn nào đó đều đã nghe hơn 100 lần. Cho nên chúng ta coi, trước có thể một hàng chữ của nó họ đã nghe 100 lần rồi, sau cùng xác định được là chữ này rồi mới viết ra. Vì vậy, chúng ta cảm nhận ân đức này. Cho nên quá trình tu học đã thọ ích, buổi tối hàng ngày phải nên hồi hướng cho những người đứng phía sau đã phụng hiến cho tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm này. Có sự hồi hướng này cũng là nhắc nhở chúng ta nhận ơn người như giọt nước, báo đáp bằng cả suối nguồn. Thật ra, chúng ta mỗi ngày đọc kệ hồi hướng cũng là đang không ngừng tăng trưởng thiện căn của chúng ta. Thật vậy đấy, con người có lúc thiện căn cũng phải dựa vào một số cách làm cụ thể để dung bồi. Ví dụ như, quý vị hồi tưởng một chút cuộc đời có sự giúp đỡ của những ai. Thật sự đối với cuộc đời quý vị rất quan trọng. Quý vị đều đem nó viết ra. Mỗi một ngày những khi hồi hướng đều niệm những ân này, niệm những ân này. Chúng ta sẽ không quên được. Thật ra chúng ta rất thường là khi tiếp nhận ân đức thì rất kích động. Có thể qua mấy tháng sau liền quên mất tiêu.
Và tâm nhớ ơn chính là Bồ Đề tâm. Nhớ ơn thí chủ, nhớ ơn chúng sanh, nhớ ơn cha mẹ, con người sẽ rất có động lực. Bao gồm quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu này là khai thị của cụ Hoàng khi về già, gọi là đúc kết tinh hoa giải hành cả một đời, đều ở trong đó. Từng lời từng câu đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, cho nên để tiện lợi người mới học, người học sơ cơ lý giải nghĩa lý này. Đối với những từ ngữ hoặc nhân vật then chốt, người biên tập tra cứu tài liệu còn thêm vào chú giải thuyết minh ở phần cuối trang đó. Đây là Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông khi đang làm công việc này. Cho nên quý vị coi đằng sau có bao nhiêu người đang cống hiến, hy vọng có thể giúp nội dung sách này càng thêm hoàn thiện. Đây là chia sẻ với mọi người một chút về nhân duyên này. Chúng ta tiếp tục xem tiếp. Cụ Hoàng lúc bắt đầu đã nói, lời tựa của lão cư sĩ Hà Liên Cư đã có nói rằng Tịnh Tu Tiệp Yếu là một trứ tác vô cùng quan trọng của lão cư sĩ tiên sư Hà Liên Cư. Một người tu hành chân thật và có thành tựu, những điều mà họ viết, những lời mà họ đã nói ra không giống như người bình thường. Cho nên chúng ta đã gặp được người thật sự thành tựu đã đến hộ niệm đạo nghiệp của chúng ta. Thật ra không biết mọi người có đi xem qua năm bản phiên dịch đó chưa? Lễ Húc có đọc qua một số bài, thực sự là không dễ đọc lắm. Nhưng mà bản hồi tập đó thực sự là quá trôi chảy, cứ đọc xuống mãi rất là thông suốt, không giống với năm bản phiên dịch. Nhưng mà bản hồi tập đó mỗi một chữ đều là trong bản phiên dịch. Cho nên đây thực sự là người tu hành có thành tựu mới làm ra được, bao gồm Tịnh Tu Tiệp Yếu cụ mới biên tập viên mãn như vậy. Được. Cho nên trong đoạn lời tựa có nói rằng, mặc dù pháp môn Tịnh Độ trong Kinh Hoa Nghiêm lấy 10 nguyện để quy về, thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc, thiên thân Bồ Tát lấy 5 niệm làm cổng. 5 niệm mà chúng ta vừa mới nói tới: lễ bái, xưng tán, quán sát, phát nguyện, hồi hướng, thật ra đều là tâm cảnh, tâm lượng của Phổ Hiền. Còn mạc học kiến thức nông cạn, không dễ khế nhập. Cho nên, buộc phải đọc lầu Đại Kinh mới có thể hiểu sơ cương yếu. Tức là thật sự phải hiểu rõ ràng Kinh Vô Lượng Thọ. Hiểu rõ rồi mới có thể hiểu được cương yếu tu hành của cả bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, Hà Liên Lão nói, bây giờ người tu học Tịnh Độ, rất nhiều người chỉ trì bản nhỏ Kinh A-di-đà, nhưng mà bản nhỏ thì chỉ đọc bản dịch đời Tần. Bản dịch của Đại sư Cư Ma La Thập, số người có thể trì bản của Đại sư Huyền Trang thời Đường lại có thể đọc tụng Đại Kinh, hết sức hiếm hoi. Như vậy, họ sẽ rất khó hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn Tịnh Độ. Cho nên, cụ Hạ đã nhìn thấy, do đó, người mang tiếng là tu học Tịnh Tông thì nhiều, nhưng người thâm tín thiết nguyện lại ít. Tín nguyện không sâu, mà được thọ dụng chân thật, đó là việc rất khó, rất khó. Cho nên, vào năm Canh Thìn đương thời, Hà Liên Lão phát nguyện trong cơn đau bệnh. Ngài đã phát nguyện khi bệnh. Câu này, chúng ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó một chút. Ngài đã bị bệnh rất nặng rồi. Con người của chúng ta hễ bệnh thì rất u buồn,
nhưng Ngài vẫn niệm niệm không quên pháp thân huệ mạng của chúng sanh, phát nguyện trong cơn bệnh kính tập kinh văn. Hội tập kinh văn tình tu tiệp yếu này kèm thêm tổ ý, còn đem tinh tủy của thiền tông hàm nhiếp vào trong đó, làm thành giảng khóa. Như vậy có thể giúp những người sơ cơ thọ ích. Hơn nữa, trong khi làm thời khóa này, tức là khiến sự cảm ứng giữa mình và người khác, cảm ứng giữa bản thân chúng ta và tất cả các vị thượng thiện nhân, các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương, ở giữa tam nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, đều tương ứng với chư Phật Như Lai này. Bởi vì chúng ta thân đang lễ Phật, phải không? Miệng đang tụng kinh văn, tâm đang tùy văn nhập quán, tư duy thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, cho nên cảm ứng đến tam nghiệp, trong tam nghiệp thân khẩu ý gồm hết tán quán nguyện hướng đều ở trong một lễ. Trong một lễ quý vị bái xuống năm niệm đều có đủ. Khi quý vị bái là vừa có tán thán. Quý vị coi đoạn kinh văn nào chẳng phải tán thán, vừa có phát nguyện. Khi quý vị đang niệm, trong tâm chính là mình phải noi gương, lại có quán sát được hành trì của A-di-đà Phật và các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương. Sau đó lại hồi hướng, mở rộng tâm lượng. Chúng ta coi 32 bái, một bái sau cùng. Nhất tâm vì đời đời thế thế, tức là đời đời kiếp kiếp, từ du thủy kiếp quá khứ đến nay của quý vị và trong đời hiện tại, đã bao gồm tất cả rồi. Cha mẹ, sư trưởng, nhất tâm vì đời đời thế thế và trong đời hiện tại, cha mẹ, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, không phải đời này mà thôi, lục thân quyến thuộc, quan thân đảnh chúng, ngay cả tất cả quan thân trái chủ đều có. Quý vị coi, một bái sau cùng có phải hồi hướng không? Tâm lượng có đúng không? Quan thân đảnh chúng, đảnh lễ tam bảo, ngưỡng cầu sám hối, giúp họ sám hối tất cả những nghiệp ác đã gây ra từ xưa nay và thay cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới. Không chỉ những người này mà còn thay tất cả chúng sanh tận hư không pháp giới đồng sanh tịnh độ, đồng viên chủng trí. Đó là khuyến thịnh tất cả chúng sanh, tất cả cha mẹ, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, quan thân đặng chúng, đời đời kiếp kiếp. Cho nên nếu như mọi người buổi sáng trước khi đi làm 32 bái này, quý vị coi bái thứ sau cùng tâm bao thái hư, sau đó lại ra khỏi cửa, thế giới thật là tốt đẹp. Nhìn thấy mỗi một người, quý vị liền muốn đi hành Bồ Tát đạo. Cho nên có thể có sự thù thắng như vậy, vọng tưởng không dễ chen vào. Trong cả quá trình bái lạy này, vọng niệm không dễ gì vào được, bởi vì quý vị đang tùy văn nhập quán niệm, lại đang lễ bái. Sau đó trong khi bái niệm 3 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, trong quá trình quý vị niệm 3 tiếng đó cũng là hoàn thành một bái. Sau đó khi đứng lên rồi lại tiếp tục đoạn kinh văn phía sau, cho nên không có thời gian để khởi vọng tưởng. Ví dụ như bái thứ nhất, chỉ có bái thứ nhất là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phía sau đều là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy bái thứ nhất Thích Ca Mâu Ni Phật là giấy lòng đại bi, thương xót hữu tình, biện tài từ bi, truyền trao pháp nhãn, lấp nẻo ác mở cửa thiện, tuyên nói pháp khó tin dễ hành, tương lai hết thảy hàm linh đều y pháp này. Hết thảy hàm linh đều y pháp này mà được độ thoát.
đại ân đại đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi niệm xong, liền bắt đầu bái: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba xưng một bái, rồi đứng lên. Tiếp đó nhất tâm quán lễ Cực Lạc giáo chủ. Là bái thứ hai rồi. Thuở còn tu nhân nghe pháp, liền phát tâm chánh giác vô thượng. Quý vị coi cả quá trình đều dung hòa vào trong kinh văn và lễ bái, cho nên vọng tưởng không dễ gì xâm nhập, mà chánh niệm tự được hiện tiền. Thời gian thì ít, thu hoạch là nhiều. Chúng ta bây giờ xã hội công thương nghiệp nhấn mạnh hiệu suất rất quan trọng, cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư là hằng thuận chúng sanh đã biên tập quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu này, giúp cho chúng ta thời gian dùng ít nhất, nhưng mà công đức lợi ích nhận được là tương đối lớn. Được. Cái này là lúc bắt đầu lời tựa của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Trao đổi với mọi người một chút. Nội dung phải giảng rất nhiều. Tôi thấy mọi sự tùy duyên. Cái này thì mọi người quay về coi cho kỹ. Tôi bước vào kinh văn trước đã. Ôi, những lúc này mới cảm thấy việc khó nhất đời người là chọn lựa. Rốt cuộc phải giảng đoạn nào nhiều đoạn như vậy? Chúng ta coi bái thứ nhất, bái Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta bà giáo chủ, đạo sư chính giới, Như Lai Thế Tôn, trong đời năm trượt, thị hiện tám tướng thành đạo. Chúng ta coi bái thứ nhất với chị Bổn Sư là nói với chúng ta, một đời này tu hành muốn thành tựu, điều quan trọng nhất là gì? Tôn sư trọng đạo. Trong khi diễn giảng, Cụ Hoàng đã có nhắc tới lời của Đại sư Thiện Đạo. Sở dĩ Như Lai xuất hiện trong thế gian chỉ nhằm mục đích để nói biện bổn nguyện Di Đà. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, nếu quý vị rời xa việc cầu sanh tịnh độ, quý vị muốn tức sanh, muốn giải thoát sanh tử, muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, tôi có thể nói là không thể nào được. Đây là lời của người đại tu hành nói. Hơn nữa, Hoàng Niệm Lão là người đều đắc pháp thiền tông, mật tông. Pháp đều là truyền cho cụ. Cụ đã là người tu hành thành tựu rồi. Tại sao cụ vẫn nhất quyết một lòng niệm Phật? Sau cùng, một ngày niệm mười mấy vạn câu đều là biểu pháp cho chúng ta. Đài Loan chúng ta thực ra là dùng đất phước. Có rất nhiều người đại tu hành đều đang biểu diễn cho chúng ta, như Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, Chùa Diệu Thông. Hồi đó lễ hút đi có một bức hình rất là chấn động. Không trung có một luồng sáng chiếu rọi xuống. Lão Hòa Thượng ngồi trên hoa sen bay lên. Lão Hòa Thượng là sư phụ trái cây. Người ta hỏi Ngài, tại sao Ngài chỉ ăn trái cây thôi vậy? Lão Hòa Thượng nói, chỉ có trái cây mới ăn được. Ngài tu hành ở trong hang núi, không có gì để ăn hết. Ngài đã khai ngộ thiền tông. Ngài ngộ tới cảnh giới thế nào? Cái này chúng ta là phàm phu, không thể đoán bừa. Nhưng mà người khai ngộ, họ vô ngã tướng, vô nhân tướng. Họ có khi nào nói, tôi tu pháp môn gì, cho nên quý vị cùng tôi tu pháp môn này? Không có. Người khai ngộ thiền tông ra ngoài đối với đại chúng thì bốn chữ thường nói nhất là chân thật niệm Phật. Vô ngã. Vô ngã tức là Kinh Hoa Nghiêm nói tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Các ngài là ứng cơ của chúng sanh, cho nên tại sao những vị khai ngộ trong thiền tông không có một mực bảo người ta tu thiền, gặp người ta đều nói chân thật niệm Phật, bởi vì đây chính là pháp môn tương ứng đối cơ mà chúng sanh có thể thành tựu. Không chỉ Hòa Thượng Quảng Khâm nói như vậy, Đức Phật trong Kinh Đại Tập cũng có nói,
Mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm một người đắc đạo, chỉ nhờ niệm Phật được độ sanh tử. Vì vậy, chúng ta coi những lời này của Hoàng lão chân thật chất phát, y chiếu giáo huấn của sư phụ, giáo huấn của pháp môn Tịnh Độ mà học cho tốt. Tiếp theo nói tới việc nhất tâm quán lễ này, Hoàng lão đã nói là nhất tâm, không phải nhị tâm. Nhị tâm là có mâu thuẫn, có đối đãi. Anh và tôi đối đãi rồi, thị và phi đối đãi rồi, tốt và xấu đối đãi rồi. Cho nên sự nhất tâm này là rất chuyên chú, rất cung kính, sẽ không khởi sự phân biệt nhị tâm này. Vì vậy, tốt, xấu, tà, chánh, Phật và chúng sanh là đối đãi, anh và tôi là đối đãi, nam và nữ là đối đãi, đều là pháp đối đãi, đều là nhị. Cho nên, coi xong đoạn khai thị này, đều là nhắc nhở chúng ta, ở trong cảnh giới đừng có thường xuyên khởi nhị tâm, khởi phân biệt, cái đó là khởi chấp trước. Bởi vì quý vị cảm thấy cái này tốt, quý vị liền khởi tham. Quý vị cảm thấy cái này không tốt, quý vị liền khởi sân, hoặc là trốn tránh họ, không muốn tiếp nhận nữa. Vậy cái tâm này tức là toàn bộ đều là tham sân si rồi. Vì thế, coi xong đoạn văn này đã nói với chúng ta là cái gì cũng tốt, đừng có chọn cảnh giới không có tốt xấu. Điều này Nho Gia cũng có nói, vốn giàu sang hành động theo giàu sang, vốn nghèo hèn hành động theo nghèo hèn. Quý vị có tiền, sống cuộc sống của người có tiền. Có điều quý vị giàu nhưng phải giữ lễ. Quý vị đừng có giàu mà xa xỉ. Quý vị không có tiền, nghèo mà vui. Quý vị sống mà hiểu rất rõ tại sao mình nghèo. Bởi vì trước đây mình không có tu tài bố thí. Người bình thường sinh sống, bị nghèo là than số mình xui, có tiền thì phải càng ngày càng nhiều. Cho nên họ cứ ở trong sự phân biệt này, cứ luôn sản sinh sự chấp trước, sản sinh phiền não. Vì vậy, người tu hành chúng ta phải luyện một công phu gọi là không chọn cảnh giới. Ngày nay, Hội trưởng Độ đã giao một nhiệm vụ cho chúng ta. Chúng ta vốn dĩ ý niệm đầu tiên đều là đừng có vậy. Ôi chao, như vậy tôi sẽ áp lực rất lớn. Đi là chọn cảnh giới. Cần phải luyện nha. Tôi cũng là luyện rất vất vả. Bởi vì lúc bắt đầu việc đó, vừa hay cùng mọi người chia sẻ quá trình. Sau đó, lúc bắt đầu nói 3 tiếng đồng hồ, sao mà nhiều thế này? Sau đó nói xong một đoạn, lại giao cho 6 tiếng đồng hồ. Kết quả lại qua một thời gian sau, bảo tôi giảng 3 ngày. Bảo tôi giảng 10 ngày. Sau đó lại giảng 1 tháng. Sau đó tôi nói, tại sao mỗi lần tôi cứ luôn ở đó căng thẳng sợ hãi để làm gì? Dù sao nhiệm vụ mà Phật Bồ Tát giao không có lần nào đè xẹp tôi được. Bởi vì Phật Bồ Tát có trí huệ, các ngài đều giao những việc không đè chết tôi mà còn khơi dậy tiềm năng của tôi nữa. Cho nên Phật Bồ Tát an bài bản thân mình không cần phải lo lắng. Nhiệm vụ tới rồi, quý vị đừng đi phân biệt đó mà cứ gánh vác. Tất nhiên quý vị trong quá trình đó phải kịp thời báo cáo tình hình với Hội trưởng Đỗ, phải không? Quý vị đừng có nói được, Thái Lệ Hút nói đừng có phân biệt, gánh lấy. Sau cùng Trần Dông, sau đó tôi thành thủ phạm đầu sỏ. Vì vậy việc nói năng không hề đơn giản. Quý vị gánh giác rồi, nhưng mà lãnh đạo họ vẫn luôn thời thời tìm hiểu tình hình của những công việc này, nhìn thấy thở không ra hơi như vậy, lập tức nhất định phải tăng thêm nhân lực vào đây. Nhưng mà chúng ta là phải biểu pháp. Tức là cha mẹ thích, tận lực làm. Chỉ cần là những việc gì chúng sanh
chúng ta đều phải dũng mãnh, điều động cảnh giác, đừng có thoái thác, thì không khí của cả đoàn thể, mọi người sẽ rất tự nguyện hợp tác, phối hợp ra sức làm, thì trong một bầu không khí như vậy, sự việc đều sẽ làm được rất là thuận lợi. Cho nên gia hòa vạn sự sẽ hưng thịnh lên. Nhưng mà tôi nói với mọi người thì rất nhẹ nhàng. Bây giờ tôi vẫn đang thi cử. Tại sao lần này phải đi viện Hán học Anh quốc? Là pháp sư hy vọng chúng tôi ở lại đó làm việc. Kết quả tôi tìm hiểu được, tôi còn phải thi tiếng Anh. 40 mấy tuổi rồi. Sau đó nghĩ, đừng có phân biệt, đừng có chấp trước. Đến rồi liền đi làm là đúng rồi. Cho nên tôi đi Anh quốc, một việc quan trọng nhất là phải học tiếng Anh. Bởi vì quý vị phải ở lại đó làm việc. Tiếng Anh phải đi thi, phải thi IELTS, thi tới cấp 6, tương đương với trình độ thanh thiếu niên bây giờ thi thạc sĩ. Vì vậy, những lúc này thì phải tin tưởng Phật Bồ Tát an bài, chính mình không lo lắng. Nếu như ý niệm của tôi khởi lên, tôi 40 mấy tuổi rồi. Thế này thì phải làm sao? Cứ lo như vậy thì quý vị sẽ càng ngày càng lo. Cho nên ý niệm này chặn lại. Mau mau chánh niệm hiện tiền, tà niệm tự nhiên không nhiễm ô được. Đạo Pháp Sư dạy chúng ta, Phật Bồ Tát an bài chí thành cảm thông, đừng có sợ, cứ tiến lên, cái gì cũng không sợ. Vì vậy, Lệ Húc đã xem rất nhiều những lời giáo huấn của Hoàng Lão. Chúng ta lại quay trở về ý niệm của chính mình. Chúng ta có phạm những sự phân biệt và chấp trước như vậy hay không? Nếu như có, thì phải trừ bỏ nó đi. Sau cùng, dùng giác chánh tịnh, dùng sự gánh giác mà đối mặt. Vậy nhất tâm. Bây giờ chúng ta bắt tay làm ra sao? Chúng ta tu ở đây, trong tâm cùng quý vị đều buông bỏ hết những thứ khác. Tâm quý vị nhất tâm nhất ý, toàn tâm toàn ý mà ở đây tụng bài văn này, ở đây mà quán tưởng, ở đây mà bái. Đây chính là nhất tâm. Quý vị chỉ cần chuyên chú như vậy đã là tương ứng với nhất tâm rồi. Đừng có nghĩ đến những việc khác. Hoàng Lão đã dạy chúng ta dùng tâm cảnh thế nào để bái. Quý vị không thể vừa bái xuống, con trai mình đã ăn cơm chưa? Cháu mình có ăn chưa? Như vậy không được. Những lúc đang bái, niệm 10 tiếng Phật hiệu trước. Điều tâm cho tĩnh lặng lại, chuyên chú lại, rồi mới bái. Ở đây Hoàng Lão đã nhắc tới, một lễ bái này của chúng ta, chí tâm nhất lễ, tội diệt hằng xa. Cho nên, quý vị nhất tâm, chân tâm, công đức lễ bái đều sẽ bất khả tư nghị, diệt tội, nhiều như cát sông Hằng vậy. Ở đây, còn nhắc tới Phật Pháp có nói, quý vị nghiêm chỉnh khấu đầu một cái, từ một di trần ở bên dưới quý vị. Quý vị có một cái, tương lai đều là ngôi vị chuyển luân dương. Tức là, quý vị chí thành lễ bái, phước đức chiêu cảm được đều bất khả tư nghị. Nhân nhỏ. Có những lúc chúng ta nói tới chủ này có lợi hại như vậy không? Những lời trong Kinh Phật, Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cùng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Lấy một ví dụ cho mọi người. Là Pháp Sư vào năm ngoái, Pháp hội Thanh Minh Hồng Kông đã giảng về chuyên đề nhân nhỏ quá lớn. Trong đó, chúng ta nói về ví dụ này thì sẽ thể hội được sự chân thật bất hư của chí tâm nhất lễ tội diệt hằng xa. Có một cô gái Bà La Môn nghèo. Cô là người hầu của người ta. Kết quả lúc đó, cô đang đem những thức ăn bị ôi thiêu này đem ra ngoài đổ đi. Đúng lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Đức Phật đang đi về phương hướng này. Cô vừa nhìn thấy Đức Phật liền lập tức sanh khởi tâm muốn cúng dường Đức Phật, vô cùng tôn sư, cung kính, thiện, tri thức.
Sau đó cô vừa nghĩ muốn cúng dường, mình lại không có đồ gì. Những thứ này thì đã ôi thiêu rồi. Cô liền rất buồn lòng. Đức Phật lập tức biết được sự thành tâm của cô, liền đưa tay tiếp nhận những thức ăn ôi thiêu đó của cô, tiếp nhận sự cúng dường của cô. Sau đó, Đức Phật đã nói với đệ tử, một tâm niệm thành tâm cúng dường Đức Phật của cô làm được một việc công đức này, đời này của cô kết thúc, có thể sanh lên trời hưởng thiên phước 15 kiếp. Hưởng xong thiên phước rồi, 15 kiếp rất là dài. Một kiếp, Hoàng Niệm Lão ở trong đó đã so sánh, tức là thiên nhân mặc một miếng vải mỏng, sau đó rất nhiều năm mới xuống dưới một lần. Sau đó liền ở bên trên một tảng đá lớn, cứ như vậy quét nó một chút, quét nó lên một chút. Tảng đá đó lớn bao nhiêu? Hình như là một tảng đá 40 dặm. Mấy năm, một miếng vải mỏng vớt qua nó một chút, vớt đến khi tảng đá này toàn bộ đều bị mòn hết. Như vậy là một kiếp. Cho nên, Lão Pháp Sư nói, ba đường ác là quê nhà. Chúng ta hệ đất xuống thì không biết là bao nhiêu kiếp, ra ngoài mới được mấy chục năm. Ồ, hôm đó, Lễ Hút rất có phước khí, gặp được thầy giáo Giang Dật Tử. Ông cụ rất là từ bi. Lý Bỉnh Lão dạy điều gì, cụ đều phơi bày ra hết. Hy vọng thanh thiếu niên chúng ta học được nhiều. Kết quả, tiễn cụ lên xe. Ngay cả sau cùng, ngồi lên xe sắp đi rồi, cũng không quên hộ niệm người trẻ tuổi. Vừa ngồi lên xe, chúng tôi còn chưa đóng cửa xe lại. Tại sao tôi không cẩn thận đã 80 tuổi rồi? Câu này dịch thành tiếng phổ thông thì không có truyền thần như vậy nữa. Xin hỏi không cẩn thận nên dịch thế nào? Quý vị vừa dịch không cẩn thận thì hương vị đó đã không còn nữa. Chị nói vậy rất truyền thần, tôi vừa nghe thì rất chấn động. Quý vị coi cảm giác đó của cụ đối với cuộc đời mấy chục năm. Cụ bỗng nhiên, à, tôi đã 80 tuổi rồi, thật quá nhanh. Cho nên, thời gian thật sự phải cố gắng quý trọng mới được. Và cô người hầu này, cô đã cảm được quả báo thù thắng như vậy. Sau đó, thiên phước hưởng xong rồi, hạ sanh xuống nhân gian, một đời đó liền có thể xuất gia tu hành thành tựu. Chỉ cúng dường một món đồ đã bị ôi thiêu mà nhận được phước báo như vậy. Kết quả, lúc đó chủ nhân của cô đi ra, cũng nghe thấy Đức Phật đang nói đoạn này. Ông nói vậy thì quá bất khả tư nghi. Mọi người coi, tiếp đó Đức Phật rất biết dạy học. Đức Phật hỏi ông rằng, vậy ông một đời này, ông ấy là một trưởng giả Bà La Môn, cũng rất có phước báo. Trong một đời này, ông có gặp phải việc gì bất khả tư nghị hay không? Ông nghĩ lại một chút, có. Chúng tôi đã từng có 500 chiếc xe ngựa dừng ở dưới một gốc cây. Cái cây đó rất lớn. Sau khi dừng lại rồi, vẫn còn có chỗ chưa có xe đậu. Vẫn chưa đậu đầy khu vực cái cây đó, nó vẫn còn có không gian. Ồ, lúc đó tôi đang ở dưới cái cây đó cảm thấy thật bất khả tư nghị, cái cây lớn như vậy. Tiếp đó, Đức Phật hỏi ông, vậy ông có biết là hạt giống của cái cây đó bao lớn không? Ông nói, chỉ lớn bằng hạt rau cải mà thôi. Đúng vậy, hạt giống của nó chỉ bằng hạt rau cải. Bây giờ nó mọc thành một đại thụ, có thể cho 500 chiếc xe ngựa đậu hóng mát ở bên dưới. Cho nên, nhân nhỏ, quả lớn. Chúng ta thật sự tin sâu nhân quả này rồi. Chúng ta mỗi một bái đều là thành tâm thành ý, nhất định có thể tu tập phước báo và công đức khiến chúng ta một đời này được viên mãn. Cái này là nhất tâm quán. Sự quán chiếu mà
Hoàng Niệm Lão nói, cảnh giới này khá là cao một chút. Hoàng Lão nói, vì thì có thể cấp tiếp theo là quán tưởng. Quán tưởng. Nếu như quán tưởng vẫn làm không được thì nên bắt tay từ tưởng. Mọi người đọc tới đoạn này thật ra thể hội được điều gì? Tức là người đại tu hành thật ra đều rất từ bi. Họ sẽ không đùng một cái, điền dậy rất cao. Sau đó quý vị coi, điền cảm thấy mình làm cách nào đây? Thật vậy đó. Cho nên dạy người làm thiện đừng quá cao để họ có thể theo được. Quý vị thực sự muốn tốt cho một người, quý vị dẫn dắt họ, cho họ phương pháp, đều phải khiến cho họ có thể từ từ dần dần nâng cao lên. Quý vị đừng có đùng một cái kiến nghị liền khiến cho họ rất nản lòng, cảm thấy họ làm không được. Liền tư tưởng, chúng ta niệm tùy văn nhập quán tưởng. Quý vị từ từ tưởng như vậy, liền có thể có quán. Quán nâng cao lên, liền biến thành chiếu, quán chiếu. Vậy cái này đều là hết sức tự nhiên, chúng ta chỉ cần chuyên chú, cung kính mà làm, liền có thể từ từ đến quán chiếu, gọi là chiếu kiến, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái chiếu đó cũng giống như mặt kính vậy, rõ ràng phân minh, không để dấu tích, cái này là chiếu. Vậy ở đây nói tới là giống như mặt kính vậy, thật ra cũng chỉ ra cho chúng ta một mục tiêu tu học. Lão Pháp Sư thường nói, dùng tâm như kính. Dùng mặt kính so với chân tâm. Cho nên chúng ta ngày nay coi mặt kính, người nam tới, nó liền chiếu rất là rõ ràng. Người nữ tới, nó chiếu rất rõ ràng. Người này đi rồi, mặt kính không để lại dấu tích. Phải không? Bây giờ chúng ta thì sao? Một người ở trước mặt chúng ta, nói chuyện với chúng ta cả ngày, chúng ta đang nghĩ tới những việc khác. Sau đó, đối phương nói, anh có đang nghe tôi nói không vậy? Có đây, có đây. Không có cách gì rất an trú hiện tại, cung kính đối với đối phương. Hoặc là sự việc này đã trải qua rồi. Chúng ta vẫn còn luôn ở đó lo lắng việc đó, sầu não về việc đó, hoang mang ngơ ngẩn như vậy. Cứ đang nghĩ về những việc đã xảy ra, đó đều không phải là dụng tâm như kính. Cho nên mặt kính là thế nào? Sau này ai sẽ tới, nó sẽ không suy nghĩ. Trước đây nó đã chiếu ai, nó cũng không nghĩ. Bây giờ ai đứng ở đây, nó đều soi cho họ một cách rõ ràng. Vì vậy, người biết tu sẽ học theo mặt kính. Quá khứ không nắm giữ. Quá khứ không phiền não. Quá khứ mau mau buông bỏ. Tương lai đừng nghĩ tới. Tương lai đừng đợi chờ. Đây cũng là pháp ngữ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Niệm Phật thế nào? Quá khứ không nắm giữ, tương lai không mong cầu. Hiện tiền một câu. Câu từ phân minh. Hà lão dạy niệm Phật một cách rõ ràng, sáng tỏ. Cho nên chúng ta sau này vào niệm Phật đường, chỉ cần nghĩ tới quá khứ, mau mau A-di-đà Phật trừ bỏ nó đi. Nếu đang lo lắng ngày mai sự việc đó phải làm ra sao, tương lai đừng chờ mong. Sau đó câu từ phân minh mà niệm. Cái này là dụng tâm như kính. Không có thương ghét. Không có thích hay không thích đều tốt. Không có lấy bỏ. Còn muốn từ bỏ cái gì? Rất muốn cầu tìm cái gì? Ai đi rồi? Nó một chút cũng không để lại dấu tích. Cái này tức là chiếu. Cho nên nhất tâm quán lễ có thể nói bắt đầu từ sơ cơ. Đến Đại Bồ Tát cũng đều có thể tu như vậy. Do đó, nhất tâm quán lễ này, mức độ phù hợp rất rộng. Đây là giảng giải của ông cụ. Tiếp theo, ta bà giáo chủ, chúng ta thế giới ta bà này. Tên Kham Nhẫn, thế giới Kham Nhẫn. Tức là, rất khổ, đều khổ, không có ai mà không khổ, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng. Xin hỏi mọi người cuộc đời có khổ không? Khổ hả? Ngồi đây có người nào chưa bao giờ khổ hay không? Ồ, vậy người này phước báo lớn lắm. Thật ra, thật sự, rất khó. Chúng ta bây giờ đang gặp phải thời đại này là gì? Giàu mà không vui. Quý
mà không an. Cho nên thế giới này vô thường, quốc độ nguy nan. Không đọc báo thì còn được, hãy đọc báo, nhiều việc như vậy. Vì vậy báo chí tôi thấy tốt nhất đừng có coi nhiều, càng coi càng căng thẳng. Nói cho mọi người nghe, quý vị không coi báo, những việc rất quan trọng nên biết, nhất định có người sẽ nói với quý vị. Thật ra chúng ta nói học tập theo lão pháp sư. Lão pháp sư dạy cho chúng ta đi làm những điều nào, nhất định được lợi ích. Không làm sẽ không biết lợi ích đó nằm ở đâu. Cho nên quý vị phải giải hành, quý vị mới có thể chứng được. Xin hỏi mọi người, có bao giờ quý vị 3 tháng không coi tivi, không coi báo chưa? Ồ, chúng ta đã theo mấy chục năm rồi, điều này rất quan trọng nha, phải làm đó. Người càng nhạy bén thì có thể cảm nhận được tâm của chính mình đang xem tivi, xem báo chí, cả phiền não, phân biệt, chấp trước đó sẽ khởi lên. Nếu không, quý vị đi xem, có mấy người đang ở đó biện luận, nghe tới sau cùng, suýt chút nữa, bị lún vào. Đúng vậy. Cho nên sư phụ lão pháp sư nói, ngài mấy chục năm nay đều không xem tivi, không xem báo, được lợi ích rất lớn. Sau đó lão pháp sư nói, điện thoại của ngài, ngài đã đem nó quăng vô thùng rác mất rồi. Được, quý vị quay về đừng có kích động quá nha. Phật Pháp Đại Thừa chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Sau đó là, tại sao lại nói như vậy? Nói cho mọi người nghe một câu chuyện rất là thú vị. Đó là vào một năm trước, vị Kenpo Sorage đó là một thiện tri thức của Mật Tông. Ngài đi bái kiến sư phụ tới Hồng Kông. Ngài biết sư phụ đã giảng kinh hơn 50 năm. Ngài cũng, tức là, có nói với sư phụ là khi ngài đang giảng kinh thì tôi vẫn chưa ra đời. Tức là bầu không khí đó rất tốt, nhưng mà ngài cũng là đang tán thán sư phụ. Sư phụ giảng kinh thì ngài vẫn chưa ra đời. Sau đó sư phụ, trong mỗi lần chỉ cần có duyên, liền đem sự tu học của mình chia sẻ ra hết. Sư phụ nói, tôi là không dùng điện thoại. Sau đó thì sao? Sau khi nói xong, Kenpo Sorage liền nói, tôi có điện thoại. Lúc đó nghe xong cảm thấy điều rất thỏa ích là gì? Người đại tu hành rất ngây thơ. Họ không có. Nếu như là tôi nhất định sẽ nói, mà mau giấu đi, đừng để cho lão pháp sư nhìn thấy. Ngài giống như em bé nhà người lớn. Em bé phạm lỗi, ngài rất thành thật. Ồ, lão pháp sư, tôi có điện thoại đây. Sau đó, lão pháp sư lập tức nói với ngài, ngài còn phải làm việc, ngài cần dùng. Ồ, vậy mọi người nghe đến chỗ này liền nói, vậy rốt cuộc tôi có phải dùng điện thoại không? Ồ, cho nên Phật Pháp này là phải dùng tâm để lãnh ngộ, nếu không sẽ nói, sư phụ, tại sao nói thế này, lại nói thế kia, tôi phải nghe thế nào đây? Sư phụ nói, đừng có dùng điện thoại, trọng điểm ở đâu. Con người chịu sự quấy nhiễu của điện thoại quá nghiêm trọng. Cho nên bây giờ không phải người dùng điện thoại là điện thoại dùng người. Dắt mũi chúng ta đi. Ngày hôm đó nhìn thấy một đoạn nói là trước đây không bao giờ xa cách là vợ chồng. Bây giờ không bao giờ xa cách là điện thoại. Một máy trong tay cùng trời cuối đất. Máy không trong tay, hồn cũng chẳng còn. Tôi nói người làm bài này cũng rất là từ bi, muốn đánh thức mọi người. Con người thật sự.
sống điên đảo rồi. Rốt cuộc là người đang dùng điện thoại hay là điện thoại đang dùng người? Cho nên cái này, mỗi một pháp mà Thiện Tri Thức đã nói, chúng ta phải thể hội được thâm ý của nó, quý vị sẽ có thể lãnh thọ. Do đó chúng ta nhất định là tuyệt đối đừng có bị những thứ này làm cho phiền não. Tất nhiên có thể không dùng, không xem là tốt nhất. Quý vị làm việc cần dùng, nhưng mà phải nhắc nhở chính mình, phải có sự kiểm soát tự giác rất cao độ. Nếu không, những thứ này sẽ hại chết chính chúng ta. Hoàng lão lại nhắc tới là đừng có tưởng rằng ưu sầu mới là phiền não, bởi vì nhắc tới thế gian này của chúng ta, thế gian kham nhẫn, quý vị đang cuồng hoan, quý vị đang vui mừng cũng là phiền não. Câu phía sau quan trọng, điều khiến bản tâm này của quý vị không thể thanh tịnh, đây đều là phiền não. Chỉ cần là phiền não đều rất tiêu hao thân tâm. Quý vị coi những người cuồng hoan xong, hôm sau đều không biết là ngủ tới trưa luôn hay là tới khi nào nữa. Cho nên, những đạo lý này, nếu như không có Thiện Tri Thức, thật ra chúng ta vẫn còn ở trong đồ ngủ đó. Có một năm tôi, hình như là ngày 1 tháng 1, lúc đó có liên lạc với một người bạn cũ. Sau đó anh đã nói với tôi, hôm qua anh đang làm gì vậy? Ngày cuối cùng của một năm mà. Tôi nói tôi đọc kinh làm gì đó. Lúc đó anh liền nói, hả? Anh là sống như vậy sao? Tôi liền hỏi anh, vậy hôm qua anh đã làm gì? Chúng tôi đi tham gia buổi tiệc giao thừa. Ở đó, 3, 2, 1, Happy New Year! Tôi vừa nghe xong liền nói, hả? Sao anh lại sống cuộc sống như vậy? Quý vị ở trong cuộc sống đó sẽ cảm thấy người này rất kỳ lạ. Chúng ta đã ra ngoài rồi, những ngày tháng đó anh cũng sống nổi sao? Cho nên, những Thiện Tri Thức này nhắc nhở chúng ta rất quan trọng. Vì vậy, ở đây nói, chúng ta đời ngũ trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược, nhất là sự kiến giải này, hồ đồ, không thanh tịnh, điên đảo, không biết được cái gì là vui, khổ vui đều không biết rõ ràng. Thậm chí, đại đa số sống cảnh tìm vui trong khổ đều là tạm thời quên đi mất phiền não, không dám nghĩ đến, lại không có trí huệ. Nhưng mà trọng điểm tới rồi, những việc quý vị phiền não, quý vị vẫn không dùng trí huệ xử lý, cũng như người sanh bệnh rồi, cứ kéo dài, cứ dây dưa. Ôi, việc của con trai tôi đừng có nghĩ tới nữa, bỏ qua nó đi. Sau cùng sẽ như thế nào? Rất nghiêm trọng, không xử lý được. Cho nên niềm vui đó đều là giống như làm tê liệt chính mình, không đi đối mặt cái trách nhiệm và vấn đề của mình, tìm vui trong khổ. Vì vậy, không biết được thế nào là tốt, thế nào là xấu, phải nên được cái gì, không nên được cái gì. Chúng ta có nói tới, người nhìn thấy giây phút sau cùng của cuộc đời, sẽ biết được xây dựng cuộc đời ra sao, phải nên có cái gì mới là đem đi được. Cái gì căn bản không đem theo được, cái gì thực sự có thể lợi ích con cháu, có thể để lại được, cái gì sẽ họa hại cho con cháu, cái này đều phải hiểu. Được. Hoàng lão ở đây cũng có nói, mọi người chúng ta hoằng pháp cảm thấy khó khăn, đây là điều tất nhiên, đừng có oán trách. Bởi vì là ngũ trược, cho nên phải rất kiên nhẫn mà hoằng pháp lợi sinh. Tiếp theo đó, ta bà giáo chủ cửu giới đạo sư Như Lai Thế Tôn ư ngũ trược thế bát tướng thành đạo. Trong tám tướng này có một cái là xuất gia. Bỏ ngôi xuất gia, khổ hạnh học đạo, thị hiện như thế, thuận theo thế gian. Bởi vì người thế gian đều muốn cầu phú quý,
Kết quả người phú quý nhất là ai? Quốc vương. Vị người thế gian hâm mộ phú quý nhất ngài cũng buông bỏ được. Tất cả chúng sanh sẽ nói, ồ, vì điều mà ngài mong cầu nhất định là những điều càng tốt hơn. Thị hiện như thế, thuận theo thế gian. Cho nên ngày nay, nếu như chúng ta, những ông chủ trong giới doanh nghiệp này, bây giờ đi đến nhà sách mà coi, những nhân sĩ thành công đó, 10 quyển, tự truyện của nhân sĩ thành công, 8 quyển đều là nhà doanh nghiệp. Phải không? Quý vị có xem qua truyện ký thành công nào là giáo viên khoa trung văn của trường học nào đó không? Có không? Không có. Đây chính là tình hình của thời đại đó. Cho nên thì hiện như thế thuận theo thế gian. Nhà doanh nghiệp thời đại này nếu như nhất tâm học Phật, nhất tâm hoằng dương văn hóa truyền thống, cái này là thật sự làm đại cúng dường cho thế gian. Lễ Húc lấy một ví dụ cho mọi người. Vào 13 năm trước, chúng tôi vừa mới phổ biến ở Đại Lục, Thâm Quyến có một doanh nghiệp tuyển dụng, phía trên ghi là lương 20 vạn một năm nhân dân tệ. Đó là 13 năm trước rồi. Điều kiện là phải đọc thuộc để tự quy. Kết quả, kể từ khi nó đăng lên đến cả mấy ngày, nhà sách thường xuyên có một người bước vào. Ở đây các anh có đệ tử quy không? Ồ, cả nhà sách bắt đầu bestseller đệ tử quy. Tại sao? Người đi tìm việc làm và cả phụ huynh. Ây cha, con trai tôi sau này muốn ra xã hội này. Bây giờ nhiều doanh nghiệp như vậy đều coi trọng đệ tử quy, đều coi trọng văn hóa truyền thống. Mau mau, con trai con gái mau mau học đi. Cho nên nhà doanh nghiệp bây giờ là toàn bộ dẫn dắt phong khí của xã hội. Vì vậy, lần này Lễ Húc quay về, cảm thấy khởi một ý niệm đều sẽ có cảm ứng. Lúc đó, quay về là đi hãng hàng không Lập Vinh mà về. Tôi vừa đi thì rất vui, nói là, ê cha, mình đã đi qua công ty hàng không có phục vụ tốt nhất. Tôi liền bỗng nhiên cảm thấy người Đài Loan chúng ta lương thiện như vậy. Có lẽ có thể biểu diễn rất nhiều việc cho thế gian. Quý vị coi, ngành hàng không chính là một biện pháp. Kết quả khởi lên ý niệm này. Mấy ngày sau, tôi có một người thân ở Đài Tích Điện. Sau đó, tôi có một người bạn ở Đại Lục từ Thiên Tân tới, nên tôi phải xếp thời gian. Nói chuyện với anh cũng không sắp xếp được cho lắm. Vừa hay tôi phải đem đồ đến cho người bà con này. Tôi liền lợi dụng quá trình đem đồ đi này, đi bộ cũng tầm khoảng 40 phút, nói chuyện với đồng nghiệp Đại Lục này của tôi. Nói chuyện, người ta bay từ xa tới như vậy, nhất định phải giao lưu cho tốt một chút. Kết quả đồng nhân này của tôi liền cùng tôi đi gặp người bà con này của tôi, anh ở Đại Tích Điện. Kết quả anh lại học văn hóa truyền thống, lại học quản lý tinh ích, tức là cả ngành chế tạo. Làm sao để quản lý nó càng tốt hơn? Thực ra những phương pháp đó đều là những tinh thần, phương pháp ở trong kinh điển truyền thống, đều trong đó. Thực ra sự quản lý tinh ích đó chính là một câu nói trong đại học. Một ngày mới, ngày ngày mới, càng thêm mới, tức là tinh tấn ba la mật trong nhà Phật. Đem đồ đến cho người bà con của tôi rồi. Kết quả, đồng nhân Đại Lục này của tôi đã nói chuyện với anh ấy rất vui vẻ. Nói một chút, anh cũng muốn đến tham gia luận đàn văn hóa truyền thống. Sau đó lại đều là những công ty lớn, công ty đỉnh cao trong cả Đại Lục. Một buổi luận đàn doanh nghiệp, tức là thảo luận làm sao để xây dựng công ty ngày càng tốt hơn, tức là quản lý tinh ích. Sau đó, người bà con này của tôi lại là chủ quản của Đài Tích Điện. Nếu như duyên này tiếp nối được, sau đó văn hóa truyền thống tiến vào Đài Tích Điện.
Ồ, anh lại là người dẫn đầu Đài Loan chúng ta, phải không? Cho nên quý vị coi trùng hợp như vậy, chúng ta khởi một ý niệm. Vừa hay đã khiến một đồng nhân đại lục đến tiếp nối cái duyên này. Bởi vì những danh từ quản lý đó tôi nghe không có hiểu. Sự sản xuất của họ tôi đều nghe không hiểu. Họ nói chuyện rất là vui vẻ. Tôi cũng rất là vui vẻ, mặc dù nghe không hiểu. Kết quả lại hai ngày sau, đến Bồ Đề biệt viện của chúng ta chia sẻ với mọi người. Sau đó, đến khi chúng tôi ăn cơm, sư huynh Kha đó, anh là một ông chủ trong giới doanh nghiệp. Anh lại ngồi ăn cơm cùng bàn với chúng tôi. Tôi vừa mới muốn nói doanh nghiệp đều đã thực hành văn hóa truyền thống. Vậy Đài Loan chúng ta có nhiều doanh nghiệp dẫn đầu, đoàn thể dẫn đầu như vậy. Vậy là biến thành nguồn chủ đạo hoàng dương văn hóa truyền thống rồi. Vừa hay lại gặp được, tín tâm của tôi càng sâu. Sau đó lại nhìn thấy Bồ Đề biệt viện của chúng ta, nhìn thấy Tịnh Tông Học Hội Đức Hiền của chúng ta, đoàn đội hòa hợp như vậy. Ồ, vậy sau này, người học Tịnh Tông trên toàn cầu đều phải đến Đài Loan để tham học. Như thế, Đài Loan cừ khôi số một. Tôi đã nói cả ngày như vậy, đều có liên quan tới mọi người nha. Quý vị đừng có, tôi nói tới đây, đó là việc của hội trưởng Đỗ, không liên quan tới mình. Cũng giống như hôm qua chúng ta nói, Đạo Pháp Sư nói chuyện Hán học rất quan trọng, các anh đi làm đi. Cho nên, chúng ta nhìn thấy câu thị hiện như vậy, thuận theo thế gian này, khai thị rất lớn cho chúng ta. Không chỉ là những thứ người thế gian khổ cực truy cầu, quý vị có thể buông bỏ. Quý vị chính là một sự biện pháp giúp họ suy nghĩ về cuộc đời, bao gồm đoàn thể của chúng ta, không có quan hệ huyết thống, nhưng còn thân hơn cả người thân. Cái này chính là thuận thế gian cố, khiến người thế gian cảm thấy bất khả tư nghị. Tại sao những người không có quan hệ huyết thống có thể thân nhau như một nhà? Có thể không phân ta người. Cho nên sư phụ nói văn hóa gia đình. Sư phụ nói 20 doanh nghiệp thực hành văn hóa truyền thống, thực hành văn hóa gia đình liền có thể khiến văn hóa truyền thống hoàng dương đến khắp Trung Hoa. 20 nhà đã đủ rồi. Những lời này mọi người đã nghe qua chưa? Nghe rồi. 20 nhà nào? 1, 2, 3, 4. Không có việc của tôi. Thực hành văn hóa gia đình như lễ hút. Rất cảm ơn hội trưởng Đỗ đã cho lễ hút tới học tập. Lúc nãy ở trước cửa đã nhìn thấy một lão Bồ Tát 80 mấy tuổi. Bởi vì mẹ của tôi tới cộng tu niệm Phật, quay về đã nói mãi, ồ, ở đây tiếp đãi quá tốt. Đã nhìn thấy lão Bồ Tát 80 mấy tuổi đó, người ta tu rất là tốt, mẹ phải học tập theo cụ ấy. Sau đó, lúc nãy, tôi vừa thấy, có phải là lão Bồ Tát này không? Điền mau tới tịnh giáo cụ. Có phải đều là cụ chăm sóc cho mẹ con không? Vừa bắt tay, được nhiếp thọ của sự từ bi đó của bà cụ điền truyền tới. Vô cùng mềm mại. Bàn tay đó vừa cầm lên, da đầu cũng tê tê. Cho nên những Bồ Tát này đều đã biểu diễn cho chúng ta điều mà Tịnh Tông Tiệp Yếu đã nói là chân thật bất hư. Bái thứ mấy? Bái thứ 8. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quan thọ, Như Lai Thế Tôn, quang minh chiếu khắp 10 phương thế giới. Chúng sanh có duyên gặp quang minh này. Quý vị niệm Phật, Phật quang liền chiếu tới, phiền não diệt, thiện căn sanh. Quý vị coi, bà cụ 80 mấy tuổi, thông thường 80 mấy tuổi mặt mày sầu khổ khá là nhiều. Tâm có ngàn nút thắt. Họ ban đầu chỉ có phiền não các con, bây giờ lại thêm các cháu, lại thêm các chắc. Gặp quang minh này, phiền não diệt, thiện căn sanh, thân ý nhu nhuyễn. Đã khiến chúng ta cảm thấy họ rất nhu nhuyễn, tất cả bệnh khổ, không gì chẳng dứt, hết thảy lo rầu, không gì chẳng giải thoát. Quý vị coi, trên khuôn mặt không có sự u sầu khổ não. Uy thần quang minh như thế,
tôn quý bậc nhất, mười phương chư Phật chẳng thể sánh bằng. Đây chính là một bái trong đó. Cho nên đạo tràng thật sự y giáo phụng hành. Trong đó không biết là có bao nhiêu Phật Bồ Tát tới thị hiện. Có người cùng nhau niệm Phật với chúng ta, có người nấu cơm cho quý vị ăn. Cho nên chúng ta tu cho tốt, cố gắng làm tấm gương cho chúng sanh. Cá nhân cũng vậy, đoàn thể cũng vậy, làm gương mẫu cho chúng sanh. Đối với thánh giáo, có tính tâm vững chắc, vừa nhìn thấy chúng ta, vừa nhìn thấy đoàn thể, họ liền cảm thấy Phật Pháp tốt. Đây chính là thật sự rộng tu cúng dường. Chúng ta cùng nhau phát nguyện này, cùng nhau đến thành tựu tấm gương tốt, thành tựu công đức thù thắng. Vậy hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về cực lạc. Làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Oh,
Love.